Alpha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thử thách Alpha mùa 2 tập tiếp theo. Trong tập trước chúng ta nói rất nhiều về chụp ảnh này, quay video này. Và trong tập này chúng ta sẽ lại nói về quay video tiếp. Và khách mời chúng ta đây. Kéo nhưng mà hơi đủ. Rồi, xin giới thiệu khách mời. Hi, chào anh, mình là HBK và hiện tại mình đang làm một video rapper. Rồi, nhưng mà giới thiệu ngắn thế thôi. Intro đấy nhá. Đã bao giờ mình trò chuyện với đam mê của mình chưa? Rồi, lúc đầu ấy mình với Hiếu đã định làm cái video thử thách, làm video travel, tức là chúng ta đi du lịch đến một nơi hẻo lánh xa xôi ở đấy. Nhưng như các bạn biết ấy, với tình hình bây giờ chúng ta chỉ có thể travel trong khu hàng xóm thôi. Vậy nên mọi bọn mình sẽ làm cái thử thách về quay video thời cách ly. Và tất nhiên là chúng ta sẽ không quay cảnh. Hôm nay á thì tụi mình sẽ quay những cái người bạn mà bình thường mà chúng ta hay quay á, quay những cái hành động mà họ hay làm hàng ngày, để biết đâu được mà sau cái video này á, chúng ta có thể sử dụng những cái cách quay đó cho video travel chúng ta thú vị hơn. Đúng rồi, add người vậy thú vị hơn đúng không? Và để quay những nhân vật đấy, mình sẽ có A7C và kit lens mới dành cho Hiếu. Đó, mà Hiếu sẵn sàng chưa? Ok, chơi thôi. Rồi, bây giờ thì khẩu trang lên. Let's go. Cho đúng tác phong. Và bắt đầu thôi. Với Hiếu thì Hiếu sử dụng gimbal rất là nhiều, cho nên là chiếc máy nhỏ gọn như thế này mà còn là full frame nữa thì việc cân lên gimbal rất là dễ dàng. Hiếu thì sử dụng qua hầu hết rất là nhiều máy của Sony rồi, kể cả máy lớn lẫn máy nhỏ nữa. Và trên body nhỏ gọn của chiếc A7C này thì khá là đầy đủ các tính năng mà Hiếu cảm thấy là cần thiết, như là chiếc màn hình lật nè, chế độ chống rung 50 hoặc là cách tầm picture profile màu nữa. Hiếu hay dùng cái hệ màu Cine 4 trên tất cả máy của Sony. Và nếu như các bạn mà muốn tìm hiểu và bọc vạch sâu hơn thì các bạn có thể chỉnh như thế này. Dành cho các bạn mà mới sử dụng gimbal để quay nhân vật thì các bạn nên để qua chế độ pan tilt follow để có thể kiểm soát cái nhân vật của chúng ta tốt hơn khi mà di chuyển á. Mình có thể tiêu lên và pan tùy thích để có thể kiểm soát được và giữ nhân vật chúng ta trong khung nhiều hơn. Bình thường thì mình rất là ngại xài máy full frame vì máy nó to, lens còn to nữa, nhưng mà bây giờ thì máy nhỏ, lens cũng nhỏ nữa. Với lens 35 1.8 này á, nhỏ như thế này nhưng mà có thể xóa phòng rất tốt, và khi lên gimbal thì rất là dễ dàng để cân. Rồi bây giờ tôi chỉ cần lấy cái chân không rơi xuống cái, rồi ông trượt tới ông rip nhẹ qua tôi, cái ông nhìn thẳng với máy quay cái ngầu ngầu cái là ok. Trên chiếc màn hình này thì còn có cảm ứng và Hiếu có thể chạm vào để lấy nét nữa, thì chế độ touch tracking trên chiếc A7C này Hiếu cảm thấy rất là ok. Như các bạn đã thấy, Hiếu dùng cái combo ở quay thì sẽ có A7C này, xong có gimbal này, nhưng mà với mình sẽ chỉ dùng A7C và kit lens thôi. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm cái mic ở trên này. Cái mic này chính là để thu tiếng của bạn trượt ván khi bạn nhảy lên này, rồi bạn đáp xuống này. Nó có cái tiếng cạch 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 đấy, mình nghĩ mình có thể dùng được trong video của mình. Và đó, combo đơn giản này thôi, mãi mà dùng máy xịn. Bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn setup nhé. Format quay mình sẽ để là Full HD thôi, để mình có thể quay được 100 frame hình trên giây. Về mình làm slow thoải mái. Picture profile là PP10, tức là Hybrid Log Gamma. Đó, Hybrid Log Gamma ở đây. Ngoài ra những cái thông số khác, ví dụ như White Balance chẳng hạn, mình rất tin máy nên là mình sẽ để Auto White Balance. Rồi, máy thì đây rồi, còn người mẫu đây. Đấy, dừng tử tế hơn hẳn Hiếu. Dân truyền là khác đúng không ạ? Và rồi, bây giờ đã cho bãi thay áo rồi, trông nó khác một tí. Bây giờ sẽ xem thử xem là video trượt ván của mình và video trượt ván của Hiếu khác gì nhau nhé. Bắt đầu thôi. Rồi, đầu tiên để giới thiệu ông, và cảnh đầu tiên sẽ là cảnh rộng một tí. Ông sẽ đi qua cái cửa này, sẽ có vài hiệu ứng glitch một tí khi ông đi vào trong ấy. Bắt đầu từ đây đến cái chấm trên này thử đi. Tôi biết được cái động tác trông như thế nào rồi. Rồi, ok. Rồi, cú xuống, nhìn thẳng lên này. Và để kiểm soát cái việc mà quay một cái nhân vật tốt hơn á, thì chúng ta nên xem trước cái hành động và cái hướng di chuyển của họ. Nói nhân vật của chúng ta diễn đi diễn lại hành động đó nhiều lần để chúng ta quan sát được điểm bắt đầu cũng như là điểm cuối của hành động đó. Và một tính năng mà Hiếu rất thích trên chiếc A7C đó là tính năng chống rung gyroscope. Đối với các bạn mà mới mua chiếc A7C để quay phim á, thì đôi lúc chúng ta có thể để gimbal nha luôn. Có một cái khi các bạn sử dụng tính năng gyroscope này, hãy nhớ là tắt chống rung đi. Và thêm mấy nữa là các bạn có thể tăng tốc độ màn chập khi quay lên. Việc này sẽ giúp cho các bạn có ít motion blur hơn, vừa tốt cho quay hành động. Thêm nữa là các bạn sẽ sử dụng tính năng trong Catalyst Browser để chống rung tốt hơn. Rồi, để nó đặc biệt hơn một tí, mình sẽ đặt cái góc máy nó ở đây, để nó nhìn thấy là
bạn ấy vừa trượt qua cái phần này. Mình chưa biết ở góc này trông như nào nhưng chúng ta phải thử mới biết. Rất may là vì có cái màn hình lật ở phía dưới này này. Thế là đó, mình có thể nhìn được tất cả mọi thứ. Thêm cái nữa là tại sao mình lại thích quay handheld à? Tại vì mình lười dùng gimbal. Đùa thôi, thật ra là mình thích cái gọi là cái zoom khi mà các bạn quay handheld. Lúc này cái video của bạn nó sẽ có gọi là một cái tính chất nó khá là khác. Mình không biết diễn tả thế nào nữa nhưng mà xem thử đấy nhé. Trying to break you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to lose. So I'm getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. In me I trust, yeah I smell like success, this Elon Musk, huh? Everybody wanna be like us, we don't stop cause the top just ain't enough, huh? I ain't never gave no fucks, I ain't scamming, you know black men don't blush, huh? Came here ready to fight on this night, you better just run for your life. Ok, và bây giờ là câu hỏi đố vui của tập lần này. Vì là tập cuối cùng ở trong series mất rồi, vậy là câu hỏi sẽ khó hơn một tí nhé. Theo các bạn, nhân vật chúng ta trong cả cái video đã vấp bao nhiêu lần khi làm những cái trick trượt ván của bạn ý? Phương án A 12, phương án B 13, phương án C 14, phương án D 15. Các bạn hãy nhớ bình luận đáp án đúng ở trong phần bình luận của video này và like, share video ở trên Facebook ở chế độ công khai. Ba bạn có câu trả lời đúng và may mắn nhất sẽ được bọn mình chọn ra và gửi tặng những phần quà đến từ Sony Việt Nam. Và đó, còn chần chừ gì nữa, comment ngay thôi anh chị em.